Chiều 10 tháng 1, lãnh đạo đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận 3 gói tinh thể màu trắng người dân phát hiện trên bờ biển là ma túy. Theo đó, khoảng 14 giờ chiều 4 tháng 1, ông Võ Văn Tèo, 46 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đi dạo dọc bờ biển và phát hiện một túi bạt bên trong có 3 gói đồ bọc kín bằng ni lông. Nhớ lại nhiều vụ ma túy giạt vào bờ biển từng xảy ra, ông Tèo mang 3 gói đến đồn biên phòng Bình Hải trình báo. Tiếp nhận các gói vật thể, cán bộ biên phòng nhận thấy những gói tinh thể trên có thể là ma túy nên niêm phong tạm giữ và thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi trưng cầu giám định. Kết quả khẳng định chất rắn màu trắng do ông Tèo nhặt được ở bờ biển thôn Phước Thiện là chất ma túy, loại cocaine, trọng lượng 2,94 kg. Hiện đồn biên phòng Bình Hải đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguồn gốc số ma túy trên. Trước đó, ngày 5 tháng 12 năm 2022, người dân xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cũng phát hiện một bao tải chứa tinh thể rắn màu trắng trôi giạt từ biển vào bờ. Đồn biên phòng Sa Huỳnh tiếp nhận thông tin đã đến khu vực biển nói trên thu giữ và niêm phong toàn bộ. Sau khi trưng cầu giám định, tất cả là ma túy dạng ketamin, tổng khối lượng khoảng 20 kg. Những năm gần đây, người dân và cơ quan chức năng liên tục phát hiện ma túy trôi giạt vào bờ biển khắp cả nước. Số lượng mỗi lần phát hiện lên đến hàng chục ký.